Đối với mình thì cái đợt vừa rồi kỷ yếu này thì cảm thấy thật sự là rất là mệt mỏi với lớp. Đôi khi lắm lúc mà mình nghĩ đến thôi mà mình cũng muốn khóc luôn ngay tại lớp ấy. Bởi vì là các bạn thật sự là vô tâm. Cháu cảm thấy là dịch vụ của chú thì hầu như là rất là hài lòng ạ. Kể cả từ việc quay video hoặc là chụp ảnh hoặc là những cái mà set up trang trí này cũng thế. Cháu cảm thấy rất là hài lòng. Nếu mà thắp 10 điểm thì cháu chấm 9,5 trên thang 10 điểm. Lớp các bạn mà có ý định chụp kỷ yếu thì các bạn hãy chọn chú Hùng Vlog. Vì Hà cảm thấy là lựa chọn chú Hùng Vlog chụp kỷ yếu cho lớp Hà thì Hà cảm thấy tuyệt vời. Không có gì gọi là hối tiếc cả.